Xin kính chào tất cả các bác. Ngày nay cái nhu cầu chơi những chậu bonsai mini nhỏ rất là nhiều, và rất nhiều bác đã đặt mua những chậu mini nhỏ như là lục giác hay là oval hay những khay chữ nhật nhỏ bê tay này được. Thế tuy nhiên có một cái nhược điểm ở những bộ khuôn này là bên nhà máy sản xuất là chưa sản xuất những cái chân riêng cho nó. Thế chính vì vậy mà rất nhiều bác đã hỏi rằng với những cái chậu mini như này thì kê lên loại đôn nào cho đẹp và cho phù hợp. Thì ngày hôm nay cơ sở khuôn chậu sẽ giới thiệu tới tất cả các bác một cái mẫu đôn tròn. Đây là một mẫu đôn tròn mà nó rất phù hợp cho việc kê những chậu bonsai mini nhỏ. Đây là một cái thành phẩm của đôn. Đôn này đôn tròn, loại thấp nhất hiện tại đang có tại cơ sở. Loại này nó chỉ cao được 58cm thôi. Đây các bác hãy xem. Đôn tròn này cao 58 nhé. Đôn tròn cao 58 và cái mặt mặt rộng 30 thì một lát nữa sẽ kê một loạt cái chậu loại nhỏ này, kê một loạt cái loại chậu nhỏ từ cỡ nhỏ nhất là từ cỡ rộng 20. Đây là từ cỡ rộng 20 cho đến lục giác 20 này, những cái oval 45 hay là những khay chữ nhật từ 35 cho đến 55, hay là kê cả những cái chậu lục giác rộng tới 45 lên. Còn trước khi kê lên cái chân này thì bây giờ các bác sẽ xem cái bộ khuôn trước. Một khuôn thành phẩm đây, khuôn này chính là khuôn nhựa composite được cơ sở khuôn chậu đầu tiên đã sản xuất ra những cái mẫu khuôn như này. Đây là chính là cái khuôn 58 đây. Khuôn 58 này có cái mặt, một mặt là mặt đáy của nó là 31,5cm nhé. Đây, còn đây là miệng đây. Đó, đây là miệng của nó là 30cm. Đây, miệng nó đo chính là mặt này. Đây, các bác xem khuôn này được cấu tạo từ hai mảnh nhé. Hai mảnh này. Và khuôn nó rất là khít. Đấy, hoa văn thì rất là sắc nét. Đây, nhìn nó nổi rõ hoa văn này. Hoa văn rất sắc nét. Đó, là đây là khuôn 58. Đấy, còn cao hơn một chút nữa. Cao hơn một chút nữa là có khuôn rộng 73. Rồi, rộng 73. À đây, cao 73 nhá. Cao 73. À, rộng chiều này là đáy này. Đáy của nó là rộng tới 34,5cm. Đấy, rộng 34. Thế còn cái miệng của nó đó, đây là miệng này. Phần miệng bao giờ nó cũng thiết kế nhỏ hơn một chút. Miệng rộng 32. Đấy, đôn này thì hoa văn cũng giống y như cái đôn 58 đây. Đều hai mặt đều có hoa văn như này. Đấy, chính là đôn 73. Thế còn cao hơn một chút nữa đấy, sẽ có cái đôn cao tới tận 85cm. Đây, đôn là cao 85 nhé. Đôn này đặt đã đúng hướng rồi. Cái kia phần miệng, miệng của nó là rộng 28. Đôn này chỉ rộng 28, đôn cao, nhưng mà loại này nó sẽ phù hợp với những loại chậu nhỏ yêu cầu phải cao. Đây, còn cái thân này có lẽ nó cũng nhỏ hơn một chút. Thân này chỉ rộng được khoảng 14cm. Thân rộng 14cm nhé. Đo lại cái thân này của 72 nào. Thân 72 này là rộng 17cm. Thân của cái 58 này là rộng 15cm. Rồi, 15cm. Còn một phần nó chưa đo, đó là cái đáy của cái đôn 85 này. Đó, phần đáy bao giờ nó cũng to hơn nha. Đáy này là rộng tới tận 34cm. Đó, với ba cái đôn này thì các bác thích kê cao thì ta lấy đôn cao 85, mà vừa vào tầm mắt thì chúng ta phải lấy cái đôn cao 72 này cái, cộng với cái chậu nó rơi khoảng tầm từ 15 cho đến là 20 đến 25 30 phân thì nó cũng vào tầm mắt rất là đẹp. Hay là nếu mà kê những cái chậu mà nó có chiều cao tương đối cao rồi thì ta lại lấy cái đôn thấp cao 58 này. Đó, ba cái đôn này hiện tại là cơ sở khuôn đầu tiên đang cung cấp thị trường, và rất nhiều các bác đã đặt được. Nên thì bây giờ thì sẽ kê những cái chậu lên cái đôn này để các bác hình dung được là khi những chậu bonsai mini đã kê lên thì nó sẽ cân đối không hay nó đẹp không. Thì bây giờ các bác cùng nhau xem để chúng ta đánh giá. Đầu tiên tôi sẽ kê cái chậu lục giác ống này. Đó, lục giác ống này là rộng 19 cao 22.
Bộ khuôn lục giác ống này hiện tại đang bán với giá là 400.000 ở cơ sở khuôn Triệu Tiên này. À, rộng 19x2. Thì kê khi mà kê mỗi chậu lên này thì ta nhìn thấy là có vẻ là cái phần chân này nó hơi to hơn, nó chậm một chút. Thế tuy nhiên là khi mà trồng cây vào nhá, khi mà trồng cây vào thì cái lùm cây này tán đây nó ra nữa thì lại nhìn nó sẽ có vẻ hài hòa cân đối hơn. Cho nên các bác yên tâm, đôn này vẫn có thể kê cái chậu nhỏ này. Đặc biệt là khi ta kê ở ngoài sân, ta kê một loạt đôn này và một loạt chậu này lên thì nhìn nó rất là đẹp. Đó, tiếp theo kê chậu lục giác đường kính rộng 20, đường kính rộng 20, cao 15. Đấy, đây cũng sản xuất từ khuôn ABS có lòng trong nhá. Đấy, cũng rất là đẹp, rất là cân đối này. Ok, đến bộ tiếp theo. Đây là bộ lục giác, đo lại xem nào. Bộ này kê lên thì nhìn chậu và chân đã rất là hài hòa rồi. Bộ này chính là lục giác rộng rộng 30 31, rộng 31, cao 26 nha, gần 26. Chính là bộ lục giác 31 26 mà vẫn bán ở cơ sở khuôn Triệu Tiên đây. Bộ này cũng rất là nhiều bác rất là thích. Đó, nếu như bác nào mà có bộ chậu này rồi thì có thể là mua thêm cái đôn này nhá. Về kê nó rất đẹp. Với cái chậu này ta có thể trồng lan kiếm này, hay là ở một số cây cây giáng trực hoặc là giáng hoành đều rất là đẹp. Đó, với dáng cao hơn, với dáng cao hơn như này ta đặt lên ta xem nào. Đây là cái lục giác ống, bộ này là rộng rộng 28, lục giác ống rộng 28, cao khoảng 32 nhá, rộng 28 cao 32. Đó thì kê lên cũng rất đẹp. Với cái chậu như này mà ta trồng một cây cây giáng huyền hoặc là cây thác đổ thì kết hợp với cái đồ này thì nó rất là chuẩn luôn. Rất là chuẩn, rất là tuyệt vời. Đó, tiếp theo sẽ kê sang phần chữ nhật đi. Đó, đôn chiều 58 khi mà kê lên đôn chữ nhật, kê lên chậu chữ nhật này nó cũng rất là hợp lý nhá. Chữ nhật này có cái chiều dài là 3, rộng dài 35, đây khay 35, rộng 25, loại vắt góc. Đây là khuôn ABS nhá, khuôn ABS đúng cái sản phẩm này. Đây khay 35 kê lên cũng rất là đẹp. Rồi, tiếp theo to hơn một chút. To hơn một chút nữa thì ta có khay. Khay này là khay 45. Đo lại cho chính xác này. Khay này là khay 45 này. Chiều dài 45, rộng 33. Đấy, 33 x 45. Cái những khay như này đặt lên đây cũng rất là đẹp. Cũng rất là hợp lý rồi. Đó, khay 45, thậm chí là khay 55 chúng ta cũng có thể kê lên được. Thế có khiêng khay lên nào. Đó, với đô này chúng ta có kê được khay 55 lên luôn nhá. Cái phần kê lên là phần đáy nó đúng chạm vào mặt luôn. Hai phần chân giả của khay vừa ra ngoài là vừa kỹ luôn, ôm trọn chậu rất là chắc chắn. Đây chính là chiếc khay dài 55. Khay này dài 55. Rộng là 38, rộng 38 nhá, gần 38. Khay 38 x 55. Đây cũng rất là cân đối. Rồi lại hộ khiên xuống bắt hay hơi nặng. Ok, sau hết phần khay lại đến cái ô van. Đó, đúng màu luôn.
đúng màu và rất là vừa nhá. Cái khay hô van này kê lên cái đôn tròn này thì rất là hợp rồi, không chê với đâu được nữa rồi, có vẻ như là sinh ra là dành cho nhau rồi đó. Khay hô van đây chính là cái hô van có cái chiều dài, chiều dài của hô van này là chiều dài 45, rộng là 34 nhá, 34 × 45, và sâu cái hô van này sâu bên trong của nó là được khoảng 12, sâu 12 cm đấy, rất là đẹp. Với hô van như này thì ta trồng rất nhiều loại cây mà có thể phối lên đẹp được. Đó, sau đó kê đến cái lục xác. Đó, đây là lục giác 40. Lục giác rộng 40. Cao của chậu là cao tầm 21. Giờ lục giác 40. Cao 21. Đây là một bộ khuôn lục giác cũng sản xuất từ nhựa ABS ra. Mẫu chậu rất là đẹp. Đây, nhỏ nhỏ xinh xinh, độ cao vừa phải. Để các bác xem là cái chậu như này hiện tại là bên bên Trung Quốc họ cũng chưa sản xuất chân cho riêng cái chậu lục giác này. Chính như vậy mà nếu bác nào mà có cái chậu như này rồi thì chúng ta nên mua cái chân này nữa để kê lên như này. Để như thì trồng cây nó sẽ tôn cái dáng cây lên rất là nhiều so với việc mà chúng ta để cái chậu này ở dưới đất. Đó là chậu lục giác 40. Rồi, tiếp theo sẽ là cái tròn. À không, nhấc lên đây phát. Đó, đây là chậu tròn. Tròn hoa mai đường kính rộng 50 cm. Bộ tròn hoa mai rộng 50 cm thì cũng đã giới thiệu ở những video trước rồi. Nếu bác nào mà chưa xem được cái giới thiệu của khuôn này thì xem lại những video trước nhé. Và độ sâu lọt lòng của nó là được 25. Rộng 50, sâu lọt lòng 25. Và phủ bì của nó được khoảng 30 nhá. Phủ bì khoảng 30. Đó. Cũng như là một số mẫu chậu vừa giới thiệu thì cái bộ tròn này hiện tại là bên nhà máy của Trung Quốc là họ cũng chưa sản xuất riêng cái chân nó, chỉ có cái tròn 70 là đã sản xuất chân rồi, mẫu này là chưa sản xuất chân. Chính như vậy mà chúng ta có thể là tận dụng kê lên cái chân đôn 58 này hoặc là kê lên chân đôn 72 đều rất là đẹp, rất là vừa đó. Rồi bây giờ còn một cái chậu lục giác 45 nữa có thể là cũng kê lên được. Đây là cái chậu lục giác này là rộng 45, cao 35 mà giới thiệu rất là nhiều rồi, là một trong những mẫu khuôn chậu mà cơ sở sản xuất chậu cảnh nào cũng phải có cái mẫu này. Đó, chậu này thực ra thì đã có cái chân kỷ và chân bệ dành riêng cho chậu này rồi. Tuy nhiên nhiều bác thích chơi kiểu cao, đã lên đôn cao thì là cái chân này nó lại phù hợp với sở thích của cũng một số khá đông bác thích cái đôn cao để kê lên. Đó là một số cái chậu mà cơ sở khuôn Nhậu Tiên muốn giới thiệu cho các bác dạng mini nhỏ kê lên những cái đôn như này cho nó phù hợp và nó tôn cái dáng của chậu cũng như của cây lên. Thế nếu như bác nào mà muốn sở hữu những cái chân đôn như này hay là những cái bộ khuôn chậu mini vừa giới thiệu ở trước thì có thể liên hệ với cơ sở khuôn theo số điện thoại ghi ở trên màn hình này. Và các bác cũng đừng quên là đăng ký theo dõi kênh YouTube cơ sở khuôn chậu để đón xem rất nhiều những cái video mới về những mẫu khuôn hay là những cái chương trình khuyến mại cũng như là chia sẻ một số cái kỹ thuật làm chậu mới nhất để cho tất cả chúng ta cùng nhau được biết, học hỏi và cùng nhau giao lưu. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và ủng hộ cơ sở khuôn chậu trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.